Cầu cho hội thánh. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cùng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh người là cha toàn năng. Xin mời quý vị. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng vô, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa đó biến nơi Đức Kitô là được yêu thương người yêu hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ những điểm để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tinh kính một điểm và xưng tụng danh Chúa. Chúng con cùng xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho Đức Thánh Cha. Ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Xin Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục. Xin Chúa cũng ban cho người tốt an an để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Xin mời quý vị. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng vô, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạc lùng. Xin Chúa đã tuyển chọn Đức Giáo hoàng Francisco và trao cho được nhiệm vụ lãnh đạo thân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ân cần săn sóc giữ gìn người để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Ta hãy cầu cho Đức Giám mục Gioan của giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế cũng như mọi người phục vụ nhân thánh và cho toàn thể cộng đoàn tín đồ khắp địa cầu. Xin mời quý vị. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng vô, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiên nguyện cầu xin Chúa thương cho mỗi thành phần hội thánh biết theo ơn đặc xuống Chúa ban để chúng thành phục sinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho chị tòng. Ta hãy cầu cho anh chị em chị tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin người mở lòng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí điển thánh tẩy để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Xin mời quý. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng vô, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm những con cái. Xin cho anh chị em giữ đầu được thêm lòng tin kính và yêu mến Chúa hơn. Hồng sinh đang lần nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy và nhân đồng toàn kia từ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho mọi tín hữu được hiệp nhất. Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật. Xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong hội thánh duy nhất của người. Xin mời quý. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng vô, Chúa muốn làm cho những ai lê ta được trở về toàn tu và những kẻ xung quanh được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương ban nhiệm đến toàn chi của Đức Kitô và cho mọi người đang lên nhân khi thiên thanh tây được mãi mãi toàn kết với nhau nhờ sống cùng một đức tin toàn phép và chia sẻ cùng đức ai phương về. Chúng con cùng xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho người cho thánh.
Ta hãy cầu cho người Do Thái, cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán rằng: giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh Thánh Chúa và trung thành với giao ước của người. Xin mời quý vị. Xin mời quý vị. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời hồi thác cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ phiên bản của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Cầu cho người ngoài Kitô giáo. Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ. Xin mời. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lạnh được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cùng ban cho chính chúng con ngày càng biết thương thân thương ai và khi tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian chúng con có thể quên chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho người vô thần. Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy người. Xin mời quý. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm Thiên Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đang gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian dù đang sống yêu vui và nghịch cảnh vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa, và khi thấy các tín đồ sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa hết thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia, xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo Thánh ý mà tận tình lo cho nhân ước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Xin mời quý. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người và bao vây quyền lợi của nhân dân các nước. Xin gắn ấm nhân từ và bán ơn so sánh trở lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thiên vương và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những người đau khổ. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, chủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, phần hưởng đồn tù, bẻ tan xúy xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang khóc. Xin mời quý. Xin mời đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ muôn phệ, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau van đàn Chúa và ban cho những người lâm cơ hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và giờ đây chúng ta bước sang phần 2, nghi thức kính thờ đánh giá